Thông tin được các báo đưa nhiều nhất đó là việc chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Báo Việt Nam Net đưa tin, theo chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã thảo luận tại đoàn trước khi bỏ phiếu kính miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ vào sáng nay 2 tháng 4. Quốc hội sẽ thực hiện quy trình và tiến hành bầu Chủ tịch nước vào sáng thứ hai tuần sau 5 tháng 4. Sau đó, Tân Chủ tịch nước sẽ trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ mới. Tân Thủ tướng tuyên thệ chiều 5 tháng 4 sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố. Đưa tin về nội dung này, Báo Việt Nam Net cho biết, tại buổi họp báo về chương trình kỳ họp thứ 11, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đây là lần đầu tiên một Thủ tướng được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước. Thông tin cũng được các báo đưa nhiều là việc Quốc hội phê chuẩn nghị quyết về ba phó chủ tịch Quốc hội mới. Theo đó, các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Cát Định và Nguyễn Đức Hải đã đắc cử chức vụ phó chủ tịch Quốc hội. Báo Sài Gòn Giải phóng đăng tải thông tin về tiểu sử của ba tân phó chủ tịch Quốc hội như sau. Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12 tháng 8 năm 1962, quê tỉnh Hậu Giang, tiến sĩ kinh tế. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Ông Nguyễn Khắc Định sinh ngày 3 tháng 1 năm 1964, quê tỉnh Thái Bình, tiến sĩ luật học. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, khóa 13. Trước đó, ông giữ chức bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa, khóa 18. Nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Đức Hải sinh ngày 29 tháng 7 năm 1961, quê tỉnh Quảng Nam, thạc sĩ kinh tế, chuyên ngành tài chính tín dụng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa, khóa 11, khóa 12, khóa 13. Năm 2016, ông được bầu là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 13, khóa 14. Một thông tin khác cũng được rất nhiều báo đăng tải là vụ việc bay lắc buôn ma túy trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 Hà Nội. Theo thông tin báo tuổi trẻ đăng tải, Bộ Y tế đã tạm đình chỉ công tác giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, à, đồng thời tạm đình chỉ công tác một trưởng khoa và một điều dưỡng. Báo tuổi trẻ đưa tin, cuối tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy do một người có tiền sử bệnh tâm thần cầm đầu hoạt động với thủ đoạn tinh vi, biến Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thành nơi giao dịch mua bán ma túy. Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng, trong đó có một cán bộ tại bệnh viện để điều tra. Khám xét nơi ở của các nghi can, công an thành phố Hà Nội thu giữ 6,1 kg ma túy tổng hợp. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, ông Trùm dự án ma địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Báo Thanh niên cho biết kết quả điều tra của Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm đã thành lập ra 22 pháp nhân giải ra 58 dự án bất động sản ma tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận rồi tự phân lô tách thửa trái phép để đưa bán cho 3.924 bị hại chiếm đoạt số tiền hơn 2.373 tỷ đồng. Cũng theo báo Thanh niên ngày 26 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã trả hồ sơ cho Công an cung cấp để điều tra bổ sung vụ án này việc trả hồ sơ nhằm điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu được tại trụ sở công ty Alibaba. Đến nay, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm về hai tội rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty Alibaba. Báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết đáng chú ý, chi phí tăng đột biến bổ vây công ty Việt. Theo nội dung phản ánh, cước vận tải biển tăng cao, tạo do nhận hàng trễ tác động của dịch bệnh COVID-19 khiến cho hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng tiêu cực. Đặc biệt, giá hàng loạt nhiên liệu, nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng khiến doanh nghiệp rơi vào tình cảnh ngồi trên đống lửa. Trả lời phóng viên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện một số công ty cho biết đang chịu áp lực rất lớn về việc cước vận tải biển tăng cao dẫn đến phải tăng giá bán sản phẩm. Tuy nhiên, do người tiêu dùng đang gặp khó khăn, thu nhập giảm, thắt chặt chi tiêu, nên doanh nghiệp phải nỗ lực tiết giảm tối đa chi phí để tăng giá nhẹ vì sợ mất khách do đó lợi nhuận thu được không đáng bao nhiêu để chủ động nguồn nguyên liệu nhiều doanh nghiệp đang bắt tay hợp tác với các công ty trong nước cùng làm cùng phát triển